Bác sĩ chia sẻ cách đánh bay mụn nhanh an toàn. Mặt em bỗng lên nhiều mụn, làm sao để nhanh hết bác sĩ ơi? Đó là câu hỏi thạc sĩ bác sĩ Lê Thảo Hiền nhận được rất nhiều. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thảo Hiền đang công tác tại khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mụn trứng cá không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng làm người bệnh mặc cảm, mất tự tin và tác động xấu đến chất lượng cuộc sống. Hàng năm, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 80.000 đến 90.000 lượt người đến khám mụn trứng cá, chiếm tỷ lệ cao thứ hai chỉ sau nhóm bệnh chàm. Nhiều trường hợp có mụn đỏ chảy nước, viêm cấp tính do điều trị sai cách. Thạc sĩ Hiền cho biết việc điều trị tùy từng loại mụn và độ nặng trên các nền da khác nhau. Bạn có thể tự trị mụn tại nhà nhưng cần phân biệt rõ các loại mụn. Mụn trứng cá chia làm hai dạng: mụn viêm là mụn đỏ, mụn mủ, và mụn không viêm là mụn đầu trắng, mụn đầu đen. Đối với mụn đầu đen, đây là mụn không viêm và có lỗ mở ra da. Bạn có thể lấy cùi mụn bằng dụng cụ nặn mụn, ống nhẹ đè lên da. Đối với mụn đầu trắng, bạn nên dùng các sản phẩm có tính chất bong vảy như giấm táo, chanh vì có chứa axit lactic. Cách làm: giấm táo về pha loãng theo tỷ lệ 1 phần giấm táo và 4 phần nước. Sử dụng bông tẩy trang thấm dung dịch nước giấm táo pha loãng đó và lau lên, bôi lên vùng mụn. Để 10 đến 15 phút, sau đó rửa mặt bằng nước ấm. Axit lactic sẽ giúp bong bề mặt da, cùi mụn được đẩy lên. Hoặc bạn có thể dùng nước cốt chanh pha với mật ong và bôi lên vùng da mụn. Cả hai cách dùng chanh hoặc giấm táo đều có thể tự xử lý tại nhà, làm 2 lần đến 3 lần mỗi ngày. Tiếp đến là mụn viêm và các dạng mụn đỏ, mụn mủ. Thạc sĩ Hiền cho biết nếu trên mặt bạn tỷ lệ mụn mức độ nhẹ dưới 15 nốt, bạn có thể dùng sản phẩm bôi chứa thành phần kháng viêm vào buổi tối, tối thiểu trong 2 tuần. Nếu mặt có mụn mủ, bạn có thể bôi thêm các loại kháng sinh bôi kết hợp vào buổi tối. Thời gian bôi các sản phẩm tại chỗ để có thể đáp ứng với mụn là 2 tuần. Bác sĩ Hiền lưu ý nếu mặt có mụn viêm không nên tự nặng bởi có thể kích thích vi khuẩn phát tán và gây phản ứng viêm nhiều hơn. Thậm chí bạn còn có thể bị vi khuẩn xâm nhập vào máu sẽ khiến mụn nặng hơn và nặng nhất có thể gây nhiễm trùng toàn thân. Với trường hợp mụn viêm mức độ trung bình hoặc nặng, số lượng mụn đỏ, mụn mủ trên 15 nốt hoặc dạng nang mụn bọc, bạn cần đến bác sĩ da liễu để được điều trị, sử dụng thêm kháng sinh và uống các thuốc để điều trị mụn theo phác đồ. Đặc biệt vì chuyên gia này khuyến cáo không sử dụng các thuốc có thành phần chứa corticoid, luộc mụn bằng thuốc rượu. Các loại này có tác dụng giảm viêm nhưng có thể khiến bệnh phát tán nhanh, gây mỏng da và nhiễm trùng nhiều hơn. Ngoài ra, việc tự ý nặn hút mụn cũng khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn hơn hoặc gây biến chứng sẹo, có thể là sẹo vĩnh viễn đến làn da của bạn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.